Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Hoàng Hà Channel. Thì ở trên kênh của mình đã có rất nhiều những cái clip về như kiểu là Redmi Note 13 hay là một tháng sử dụng Redmi Note 13 sẽ như thế nào. Nhưng mà chưa có clip nào về Redmi Note 13 Pro và cũng rất nhiều người hỏi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để unbox chiếc Redmi Note 13 Pro này để xem là em nó bên trong này có những cái gì nhá. Cùng mình tìm hiểu thôi. Intro. Hello 121. Rồi và bây giờ mình sẽ unbox cái chiếc Redmi Note 13 Pro này nhá. Mình sẽ mở máy ra. Phiên bản mình đang cầm ở trên tay là phiên bản 8GB RAM và bộ nhớ trong là 128GB. Theo mình thấy thì nếu như mà các bạn là một người quay chụp nhiều thì bộ nhớ trong như thế này là hơi ít nha. Các bạn có thể mua cái phiên bản cao hơn. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có một cái ốp silicon màu đen. Một cái này mình cực kỳ thích, bởi vì sao? Nó sẽ không phải là cái ốp silicon màu trong suốt nữa, bởi vì là nếu mà các bạn dùng cái ốp silicon màu trong suốt một thời gian ấy thì là nó sẽ bị ố vàng và lúc đấy là thành màu cháo lòng ngay, chứ không còn phải là một cái màu đẹp nhưng mà cái lúc mình mới dùng nữa. Thì đây, cái ốp silicon này nó sẽ như thế này. Nó sẽ hơi giống cái ốp của một hãng Parker gì đấy, nó sẽ như này nha. Khá là đẹp. Đó. Rồi, và bên trong này thì tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có một chiếc máy, đó chính là Redmi Note 13 Pro. Nhưng mà tuy nhiên thì hơi tiếc một chút, cái phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản trải nghiệm, vậy nên là mình sẽ thiếu sót đi một số thứ mình không thể nói được ở trong video này. Hoặc là có thể nói nhưng mà không thể có cảnh tráng các bạn. Đó. Mình cũng rất mong là clip sau là mình sẽ có được một cái chiếc Redmi Note 13 phiên bản chính hãng để mình có thể là test một số những cái mà mình đang rất muốn test. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Bên trong này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cáp sạc chuẩn, đó là USB Type C và một cái củ sạc to lên đến 67W. Nên nhớ là cái dung lượng pin của em này là 5000 mAh rồi nhá. 5000 mAh chứ không phải là 5100 mAh giờ đâu các bạn ạ. Thế cho nên là chúng ta có một cục sạc như thế này là quá ok. Con này mà sạc đầy chắc nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40 phút đến 1 tiếng rồi là đầy pin ngay rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái phần gọi là thiết kế ngoại hình. Nếu như bạn để ý ấy, thì cái thiết kế các bạn nhìn này. Đây nhá. Các bạn nhìn thấy không? Đây là một màu đậm này, xong đây là đậm, xong đây lại nhạt. Cái này bản thân mình nhá, đây là cá nhân cảm quan của mình không thích cái kiểu màu như này lắm. Mình thích nó là kiểu đồng màu hơn, hoặc là nó có một cái sự chuyển biến màu nó nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là lằn ra này. Nếu mà các bạn là một người khó tính kiểu như mình thì trông nó hơi bị giống con mèo tam thể ấy. Đó, tự dưng trên này nhạt, xong đây đậm đậm tí, xong dưới này lại đậm, thì trông nó rất là tam thể luôn. Và chúng ta có một cụm camera lên đến 200 megapixel và tí nữa chúng ta sẽ cùng test nha. Ở đây chúng ta vẫn có một cái, đó chính là cái gọi là đèn flash rồi. Còn một cái nữa mình muốn nói với các bạn, đó chính là cái mặt lưng này chúng ta được làm bằng kính nha, nhưng mà thiết kế đó là thiết kế nhám. Thì thiết kế nhám để làm gì? Để cho chúng ta đỡ bị dính cái mồ hôi vân tay cũng như là bụi bẩn. Thì thật ra là ở trên phiên bản Redmi Note 13 Pro này chúng ta còn có một cái phiên bản màu đen bóng nữa cơ. Màu đấy thì dùng thì chắc chắn với các bạn là sẽ bị bám bẩn và bụi sẽ cực kỳ nhiều luôn. Khung viền thì tất nhiên là chúng ta sẽ chỉ có khung viền bằng nhựa thôi, bởi vì là để đánh đổi được một cái cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát như thế này thì 188g bằng nhựa thì chắc chắn rồi. Ở bên cạnh sườn này chúng ta vẫn có một nút nguồn này, tăng giảm âm lượng, và đằng dưới này chúng ta sẽ có một loa, một cổng Type C này, và trên này chúng ta sẽ có một cái, đây chúng ta sẽ có loa kép, một trên một dưới. Cổng Type C chúng ta có jack 3.5mm này, và chúng ta có một cái mắt thần hồng ngoại này để có thể là điều khiển tivi hay là điều khiển điều hòa trong nhà nữa, nhưng mà nó phải là thông minh nha. Đó, ở phía trước thì chúng ta sẽ có một cái camera nốt ruồi 16 megapixel. Đó, và bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn vào phần màn hình nhá. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi vào phần màn hình này và hệ thống nhá. Đây mình phải tắt cái này đi để mình mở lại các bạn xem này. Các bạn có thể thấy nhá, mình sẽ để cái nền trắng này các bạn nhìn thấy rõ được là cái viền của Redmi Note 13 năm nay nó làm cực kỳ là đẹp luôn. Mình không nghĩ là với cái tầm giá ấy mà chúng ta lại có một cái viền nó mỏng và nó đẹp như thế này. Bởi vì tôi bị một cái nhá, là nếu mà nhìn cái gì nó không cân xứng ấy, là tôi rất bị kiểu bị khó chịu. Các bạn kiểu biết OCD không? Các bạn biết kiểu đấy không? Thì mình nhìn nhá, cái màn hình này rất là cân xứng này, trên dưới cân này, hai bên trái phải cân này, và cái viền nó mỏng, nó đẹp, mình khá là thích. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ vào phần màn hình này. Thì khi mua máy ấy, chúng ta đã được dán ngay một cái lớp chống xước ở đây rồi, một cái lớp gọi là một cái miếng dán chống xước sẵn rồi. Chúng ta sẽ có được cái màn hình được có cái gì nhỉ, gọi là Gorilla Glass 5 ấy, tức là cái khỉ đột 5 ấy, là cũng có khả năng là chống xước này, chống va đập này. Nhưng mà tuy nhiên thì đừng có cầm cái máy mà đập xuống như thế này. Đập xuống như này thì kiểu gì cũng chả vỡ thôi. Chúng ta sẽ có được một cái tần số quét màn hình lên đến 120Hz và cái khung hình của chúng ta, cái độ rộng màn hình của chúng ta sẽ là 6,67 inch, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ vào cái phần này cho các bạn xem là hiện tại mình đang để cái tần số quét là 120Hz rồi, dùng nó đẹp, nó mướt kinh khủng luôn ấy. Không điêu luôn, thực sự. Đây cho bạn xem. Các bạn đợi mình một tí nhá. Ở đây phần hiển thị này, từ từ đây. Đây, tốc độ làm mới là 120 Hz các bạn, cực kỳ đẹp. Đó. Và cái nữa ấy, thì cái màn hình này chúng ta có một cái chuẩn, đó chính là chuẩn DCI-P3 100%. Tức là khi mà cái màu ở trên màn hình này nó cực kỳ chuẩn luôn. Đó. Và tiếp theo là chúng ta vẫn có một cái đó là ánh sáng xanh thấp, nó giống như ở trên chiếc Redmi Note 13 ấy, là mình có thể là bảo vệ mắt chúng ta tốt hơn này, khi mà mình có thể là thức khuya đến 2-3 giờ sáng mình xem TikTok, mình xem các bạn các chị gái nhảy TikTok gì đó chẳng hạn, thì mình vẫn có thể là bảo vệ được cái đôi mắt của mình, nó không bị lóa, không bị mỏi. Mình là một thằng nhé, rất hay kiểu bị xem thức khuya đến 2-3 giờ sáng xong rồi là mắt của mình nó bị chảy nước mắt ra, nhưng mà dùng cái máy này thì dùng cái máy Redmi Note 13 nó có cái khả năng đấy, nó có kiểu giảm ánh sáng xanh ấy, thì mình cảm thấy nhá, cái mắt của mình nó không bị chảy nước mắt ra nữa. Nhưng mà chiếc Redmi Note 13 Pro này thì mình chưa dùng, nhưng mình sẽ xin một chiếc về để dùng thử trong vòng 1 tháng xem nó sẽ như thế nào. Còn một cái nữa mình chưa nói với các bạn, đó chính là cái tấm nền mà được sử dụng trên chiếc Redmi Note 13 này, đó chính là tấm nền AMOLED, và chúng ta sẽ chỉ có một cái độ sáng tối đa là 1300 nits mà thôi. Thì mình không biết là với cái độ sáng như thế này thì ra ngoài trời nắng gắt sẽ như thế nào, nhưng mà nếu các bạn muốn thì mình sẽ làm một cái clip để test riêng về cái phần là nếu mà cái độ sáng chỉ có 1300 nits này, đi ra ngoài trời sáng nắng gắt thì nó có nhìn được không. Đó. Và một cái nữa mà chúng ta cũng phải đánh đổi, đó chính là độ phân giải trên chiếc điện thoại này chỉ có là Full HD mà thôi, chứ không được là Full HD cộng hay là 1.5K hay gì đó đâu. Tiếp theo thì để mổ xẻ sâu hơn về phần nội thất của em nó, thì em nó được trang bị một con chip, đó chính là MediaTek Helio G99 Ultra. Và như mình đã nói lúc nãy ấy, thì là em nó chỉ có 8GB RAM và bộ nhớ trong là 128GB thôi. Thì nếu như các bạn là một người quay chụp nhiều như mình thì 128GB là không đủ, mình khẳng định nó là không đủ luôn. Và chúng ta sẽ có được là gì? Đây chúng ta đang sử dụng đó chính là phiên bản MIUI là 14.0.1 dựa trên Android 13. Đó. Thật ra nếu mà các bạn không quen dùng cái này thì cũng bình thường, mình thấy nó rất là mượt. Đó. Mình chỉ tiếc một cái là đây là máy trải nghiệm, thành ra mình không thể tải được game về. Cái này mình phải phân bua luôn nhá. Đó chính là cái máy trải nghiệm này nhá, mình có thể đăng nhập tài khoản Google vào đây, nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình không sử dụng nhá, mình không chạm vào màn hình nhá, thì một lúc sau nó sẽ quay lại luôn cái màn hình trải nghiệm, và mình sẽ bị mất hết game vừa tải này, bị mất hết cả cái tài khoản mình vừa đăng nhập xong. Như nãy mình có chụp ảnh đây, bây giờ là ảnh coi như là mất hết rồi. Và bây giờ mình sẽ đi sâu hơn, chi tiết hơn vào phần camera này. Còn nếu như các bạn muốn mà chi tiết hơn về game thì mình sẽ xin phép các bạn là làm thêm một clip nữa về game. Ok chưa? Ok, thì hôm nay mình sẽ đi chi tiết cái phần đó là camera của chiếc Redmi Note 13 này. Thì chúng ta sẽ có một cái camera đó là 200 megapixel này, góc siêu rộng là 8 megapixel, macro là 2 megapixel, và camera selfie là 16 megapixel. Thì mình sẽ đi từng cái một và nhận xét chi tiết từng cái một cho các bạn xem là chiếc điện thoại này có thể đáp ứng được cái nhu cầu chụp ảnh của các bạn không nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ selfie thử một tấm trong cái điều kiện đủ sáng ở trong studio như thế này. Đây nha, mình sẽ hạ góc xuống một xíu này. Rồi bây giờ mình sẽ zoom lên này cho các bạn xem này. Đây là cái ảnh mình chụp selfie với chiếc camera là 16 megapixel, thì các bạn có nhìn thấy, có thể nhìn thấy này. Đó. Nhìn bình thường nha thì rất là ok. Đây này, nhìn bình thường rất là ok. Nhưng mà khi mình zoom lên này, mình zoom lên, đó thì nó sẽ có hiện tượng đó là vỡ ảnh. Nó hơi vỡ một xíu chứ nó không quá là vỡ. Và tại sao mình bảo là nếu mà các bạn sống ảo nhiều, chụp qua app nhiều ấy, thì các bạn không nên chụp bằng cái Redmi Note 13 này, bởi vì nó rất là thật. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây là da mình này, lỗ chân lông này, này râu này, dâu ria này, đấy, nhìn xem. Ui dồi ôi, trông có tởm không? Nó chi tiết đến cái mức này cơ mà. Đấy, rồi ôi. Đó, đây là camera selfie nha. Và tiếp tục chính là camera trước. Đây này. Cái này là mình chụp 1x. Đây cho các bạn xem này. 1x thì trông nó vẫn bình thường, nó chả vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta zoom lên thì nó mới có hiện tượng này này. Các bạn ấy nhiễu không? Nhiễu này, bắt đầu noi vỡ này. Đấy, đây là 1x nhá. Đây này, đây là chi tiết gương mặt nhá. Là noi bắt đầu nhòe nhòe chưa? Nhòe nhòe rồi nhá. Đấy. Rồi tiếp này, đến này là 2x. Đây thì nó có cải thiện hơn một chút, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn thế. Nếu mà mình zoom, mình để tầm như này thì nhìn nó vẫn rất khá là ok đúng không? Không vấn đề gì. Nhưng mà khi mình zoom lên này, đấy, bắt đầu là nhìn ống kính là nhòe rồi này, nhìn mặt chủ thể bắt đầu nhòe rồi này. Đấy. Bắt đầu tay chân này, đây. Đây có hiện tượng nhiễu rồi này. Đấy, bắt đầu là nhòe ảnh rồi, vỡ ảnh rồi. Đây này, nhìn cái chân này là biết này. Đấy, các bạn thấy không? Thấy không? Đó, đây này. Đó. Tiếp tục đến chụp 4x. Đây cho bạn xem. 4x thì rõ ràng nó là nhòe luôn. Đấy, mặc dù là mình có thể mình zoom lên như này thì nó là nhòe rõ rồi đúng không? Cái này mình không nói phét nha. Nhưng mà đây này, đến cái chi tiết tóc này nó vẫn giữ được, chứ là mình không hiểu là nó vẫn vì là sao nhỉ? Nó rất là khó hiểu luôn. Nhưng mà nhìn tổng thể nếu mà để 4x mà chụp như này ấy, thì nó khá là nét rồi. Tiếp đến nó chính là chụp xóa phông. Thì như nãy mình cũng đã nói với các bạn ấy, thì là không hiểu là vì tóc mình nó màu trắng, nó bị trùng với cả cái phông hay sao mà cái phần này của mình nó bị lẹm luôn, nó bị xóa phông luôn. Đó, thấy không? Nó bị xóa phông luôn này. Đây là các bạn nhìn để ý này, chi tiết xóa phông nó vẫn hơi bị to nhá, tai mình có bị lẹ mất một chút đây này, đó mình sẽ đó, chứ còn chị những cái chi tiết khác trên mặt, râu ria mụn miếc lỗ chân lông thì vẫn giữ lại được cả. Bên này các bạn nhìn nhá, bên này này nó đã xóa luôn cái phần này này, các bạn nhìn cái phần viền này được xóa khá là dày này, đó thấy không? Rồi đằng sau này cái lọn tóc này của mình bị xóa mất nhá, đây này đó. Đấy là mình phải nhận xét cho các bạn một cách công tâm để các bạn có thể là đưa ra một cái chiến lược để có thể là mua cái sản phẩm này hay không. Đó. Đây là với mình tóc trắng nhá, còn với anh Toàn tóc đen thì lại một câu chuyện khác các bạn ạ. Với anh Toàn tóc đen, anh đang cười rất tươi và anh tạo dáng, anh vừa đi tập gym về, người anh rất vâm. Đó. Các bạn nhìn này. Tóc của anh không hề bị lẹm. Tóc của anh không hề bị lẹm đi luôn, chắc là do là mình tóc trắng. Cái tai bé tí, cái tai chỗ này nó bé như này mà cũng còn không bị lẹm. Xóa phông đằng sau vẫn rất là ok nhá, đây cho các bạn nhìn tổng thể này. Xóa phông đằng sau vẫn rất là ok. Đây, nhưng mà nó lại không xóa cái chân máy này. Ơi, đỉnh cao. Như thế thì có thể khẳng định là chúng ta có hai chủ thể ở trong cái bức ảnh này. Còn chủ thể đang nằm đây thì bị xóa rồi nhá. Chủ thể đang nằm đây bị xóa rồi. Nhưng mà đây này, chúng ta vẫn có một cái chi tiết mà mình cần phải để ý một chút thì nó hơi lỗi này này. Đó, thấy không? Nó đang hơi lỗi ở đây một chút này. Đó. Nhưng mà tuy nhiên nhìn tổng thể thì nó làm rất tốt rồi. Còn đây là cái mình chụp trong môi trường thiếu sáng ấy, là mình có chụp ông anh nằm ở kia thì nó chưa được rõ lắm, thì mình lại bảo anh Toàn là anh tắt đèn đi giúp em, thì mình lại chụp ở góc này, thì là đằng sau mình là hai cái đèn, một đen một xanh một trắng, à đâu một xanh một đỏ, thì đánh vào nó lại ra màu tím, thì mình cảm thấy là chưa thỏa mãn, nó chưa thể là làm mình hài lòng với cả cái kiểu là chụp thiếu sáng được. Vậy nên là mình đứng dậy luôn, mình đi ra ngoài kia mình chụp ông anh dài này đang nằm. Cái góc kia nhá các bạn, thử hiểu là trong một cái stu như này mình tắt hết đèn đi và chỉ để một cái shot box này, để một cái đèn chiếu background đằng sau này, và cái khu vực kia là hoàn toàn là khu vực tối nhá, còn kéo cả rèm. Thì đây chụp trong môi trường thiếu sáng mà nó vẫn được như này, chi tiết áo vẫn giữ được như này, tuy nhiên thì có đôi chút là vỡ, nhưng mà mình thấy là với một chiếc máy như thế này mà chụp ban đêm như thế này là quá đẹp rồi, môi trường thiếu sáng đấy, chụp như này là quá đẹp rồi, quá ưng rồi đấy. Đó. Tiếp tục thì đến cái mà mình khá là ấn tượng, đó chính là cái chụp 200 megapixel thì mình có nhờ anh Toàn là anh chụp cho em, thì em cầm cái tờ giấy này em zoom lên xem là có được không. Thì đây nhá, zoom này. Làm nét đúng không? Zoom phát nữa này. Đã chuyển sang xem trước 200 megapixel, tuy nhiên 200 megapixel này các bạn nhìn nhá. Chữ mờ tịt luôn. Cái này là mình cũng một phần là do lỗi của mình, là mình lấy cái phông chữ nó hơi bị nhỏ một chút. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình cá là cái chữ này mà to thêm khoảng một hai phông nữa thì một hai size nữa thì cũng khó để mà nhìn được. Đó, nó sẽ bị mờ tịt như này và hoàn toàn là không đọc được nhá. Mặt mình thì trông hơi ngáo một tí thôi. Đó, đây này. Hoàn toàn là không đọc được nha. Đó. Rồi, còn cái mà mình bảo các bạn là mình thích đó là gì? Là cái quét tài liệu, nên cho bạn xem luôn. Đây. Tức là sau khi mà mình có một cái tài liệu như thế này mình đặt xuống. Đấy, mình quét tài liệu như này này. Mình quét phát tài liệu như này đúng không? Đây thì nó sẽ như này. Mình quét tài liệu như này này. Thì lúc thì nó sẽ chuyển sang văn bản text cho mình luôn. Đấy, hiểu chưa? Đấy, chuyển sang văn bản text luôn thì là mình đỡ phải thế nhá. Úi. Đúng không? Mình đỡ phải ghi, mình đỡ phải viết, nó rất là kiểu mình là một thằng bị lười ấy. Thế thành ra là nó kiểu bị mất thời gian, thành ra mình dùng luôn cái quét tài liệu cho nhanh. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ thích nhá. Như các bạn thấy thì khi nãy là mình quét tài liệu là màu nó như thế này đúng không? Và mình đã sử dụng nó là tăng cường khi mà các bạn bấm vào đây này, bấm vào cái đây này. Các bạn bấm vào đây, xong mình có một cái tăng cường này. Các bạn tích cái là xong thì là mình có thể tăng cường được luôn nha. Thì đây khi mà mình tăng cường xong thì chúng ta sẽ có được một cái văn bản như thế này, và nếu các bạn muốn copy các bạn chỉ cần nhấn giữ thôi. Đây, nhấn giữ này, nhấn giữ một xíu. Ok. Này. Đó, ok chưa? Mình kéo ra mình sao chép luôn chứ tội gì phải ghi lại đúng không? Rất là mất thời gian. Cực kỳ là tiện ích luôn. Ok chưa? Đó. Và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói về chiếc Redmi Note 13 Pro hiện tại mình đang có trên tay. Và hơi tiếc một chút, đây là phiên bản trải nghiệm, vậy nên là mình chưa thể test được game cho các bạn. Nhưng mà với một con chip đó chính là MediaTek Helio G99 Ultra, 8GB RAM, bộ nhớ trong là 128GB, thì mình xin khẳng định là có thể chơi được Liên Quân Mobile Max Setting, có thể chơi được PUBG Mobile tùy setting này, và có thể chơi được cả Genshin Impact. Đây là một tựa game triple A cốt truyện cực kỳ nặng. Và nếu như mọi người muốn thì mình sẽ làm một cái clip tiếp theo. Mình hãy phải đi xin bằng được cái chiếc máy này về để mình sử dụng 1 tháng và test cho các bạn xem với chiếc con chip như thế này thì mình có thể chơi được game hay không nhá. Và mình là Cường Bia của Hoàng Hà Channel. Đừng quên like, share và subscribe cho Hoàng Hà Channel nhá. Peace out, chào các bạn.